dữ vậy? Có mỗi việc chăm heo thôi mà làm cũng không xong nữa. Bà nói thì hay quá, bà làm thử tao coi nào. Đi ra đi, tôi làm cho. Làm thế này heo thì tôi chết đói mất. Nè, nhìn nè. Bà thái vậy còn chậm hơn cả tôi thái rồi đấy. Bà cứ để đấy, tôi đã có cách. Ông trước thì ăn nhậu chứ có làm cái gì đâu. Ông kiếm cái gì? Này con chưa về nữa. Nhậu suốt thì nhậu về đây rồi biết. Bà, từ nay bà không phải thả trường nữa. Việc này cứ để tôi lo. Làm cái gì? Làm gì giờ này mới bảo về? Ông lo cái gì? Thả chuối cứ để tôi lo, 30 giây một cây. Rồi, ra ngoài cướp. Ông thấy cái đống chuối này chưa? Từ nào ông xử lý được cái đống này đi. Rồi ông muốn làm gì ông làm. Đây, bà ra đây tôi cho bà coi. Cái gì? Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.